Chiều 22 tháng 1 tại Hải Phòng, Cục Chính trị Hải quân tổ chức lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì và kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống 24 tháng 1 năm 1959, 24 tháng 1 năm 2024. Tới dự có Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân, Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân. Suốt chặng đường 65 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, các thế hệ cán bộ chiến sĩ Cục Chính trị Hải quân đã không ngừng phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tự lực tự cường, chủ động sáng tạo, đoàn kết phấn đấu vươn lên, vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ của cơ quan cấp chiến dịch chiến lược, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của quân chủng qua các thời kỳ. Với những đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, Cục Chính trị Hải quân vinh dự được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân năm 2014 và được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý khác. Những năm gần đây, trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc trong tình hình mới và xây dựng quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, Cục Chính trị đã chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh quân chủng các chủ trương giải pháp xây dựng quân chủng theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiện đại, quân chủng vững mạnh về chính trị, chú trọng nâng cao chất lượng các mặt công tác đảng, công tác chính trị, xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, phát huy tốt phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, người chiến sĩ hải quân thời kỳ mới. Đặc biệt, Cục Chính trị đã tham mưu nhiều chủ trương giải pháp có ý nghĩa chiến lược, lâu dài, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về biển đảo, tăng cường thế trận lòng dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận chiến tranh nhân dân trên biển. Bằng sự nỗ lực phấn đấu bền bỉ, liên tục qua các giai đoạn cách mạng, các thế hệ cán bộ chiến sĩ nhân viên của Cục Chính trị đã xây đắp nên truyền thống vẻ vang, trung thành kiên định, đoàn kết gương mẫu, chủ động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trung tướng Nguyễn Văn Bổng đề nghị thời gian tới, Cục Chính trị Hải quân tiếp tục phát huy truyền thống, tập trung thực hiện tốt một số nội dung, làm tốt công tác dự báo tình hình, tham mưu đúng, trúng, kịp thời cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng về giải quyết các vấn đề trên biển đảo, chủ trương giải pháp xây dựng quân chủng vững mạnh về chính trị, đẩy mạnh thực hiện chương trình phối hợp tuyên truyền biển đảo, chương trình Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển và hoạt động Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân. Nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống, Cục Chính trị Hải quân vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì. Đây là sự quan tâm sâu sắc, ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân đối với Cục Chính trị, là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với toàn thể cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng của Cục Chính trị tiếp tục phấn đấu, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.